Vẫn là một thông tin về y tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, đột nhiên thấy mang tai xuất hiện một u cục nhỏ ở mang tai, sau đó to dần lên và không có bất cứ triệu chứng gì. Nhiều người dân đã chủ quan. Tuy nhiên khi mà tới bệnh viện thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán là u tuyến nước bọt mang tai và phải thực hiện phẫu thuật. Thậm chí nhiều người đã bị biến dạng khuôn mặt. Vâng ạ, đây là một trong những bệnh lý thường gặp ở tuyến hàm mặt. Tuy nhiên thực tế thì nhiều người dân lại chưa biết về bệnh lý này. Vậy bệnh lý này là gì? Và nếu không được điều trị kịp thời thì nó để lại những ảnh hưởng ra sao tới sức khỏe con người? Và những thông tin sau đây sẽ được VTC9 gửi tới quý vị và các bạn. Bệnh nhân này đã phát hiện có khối u tuyến nước bọt ở mang tai 2 năm nay. Tuy nhiên những tháng gần đây, khu vực tổn thương sưng to hơn. Tuy không đau nhức, khó chịu nhiều nhưng khuôn mặt ông ngày càng bị biến dạng. Tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba thăm khám, ông được chỉ định phẫu thuật. Sau hơn 30 phút thực hiện, khối u có kích thước 2x3cm đã được bóc tách. Hiện bệnh nhân hồi phục tốt, vết thương không để lại di chứng. Bác sĩ cho biết, với khối u thể Watin, thói quen hút thuốc lào, thuốc lá của ông cũng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh. Nó cứ lớn dần, nhưng mà gần đây cảm tưởng là nhìn là nó cứ căng căng quay đi quay lại, nó cứ vương vướng, tương tức. Hoặc là khi nằm nghiêng cái áp má bên đây là nó khó chịu lắm. Còn bệnh nhân này cũng đang chuẩn bị cho lần phẫu thuật thứ 3, cắt bỏ u tuyến nước bọt mang tai trái. Khối u hỗn hợp dù lành tính nhưng cũng gây ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống. Đặc biệt, khuôn mặt lệch vì khối u khiến anh bị mất tự tin, gây rào cản trong giao tiếp và công việc. Thấy mặt mũi mình nhìn nó lệch lạc, mình cũng chán chứ. Mặc dù là cũng mới có hơn 40 tuổi thôi mà, vẫn trẻ, mình vẫn phải công việc giao tiếp các thứ. Thì nó cũng lệch lạc, chính vì thế nó cũng phải đi mổ để cho khuôn mặt mình nó trở lại bình thường. Theo các bác sĩ, u tuyến nước bọt mang tai là bệnh lý thường gặp ở tuyến hàm mặt. Khối u phát triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng. Bệnh hay gặp ở người trung tuổi, gồm thể hỗn hợp hoặc Watin, phần lớn lành tính nhưng nếu để muộn có thể gây liệt mặt, chảy máu trên da, tê bì, ù tai, thậm chí tiến triển thành ung thư. Khi đó sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ phải xạ trị, hóa trị. Bệnh nhân khi có một khối bất kể hai chiếc thì cứ đầu tiên là chạy vào viện ca hoặc ung biếu, xong là sinh thiết chọc cái, xong xem nó là cái gì. Thì đôi khi cái trường hợp có thể là nó không chính xác, bởi vì anh chỉ còn chọc một chỗ đấy thì không thể là rõ một cái điển hình được, không là lúc nào cũng lấy được cái bệnh phẩm điển hình, cho nên đôi khi bị lẫn và bị quên. Cho nên là cái đấy thì nếu mà có khối u vùng hàm mặt thì nên đến các cơ sở hàm mặt hàng đầu để mình có khám để tư vấn. Khoa phẫu thuật hàm mặt Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba thành phố Hà Nội thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân mắc u tuyến nước bọt vào thăm khám điều trị. Tuy nhiên, do không gây đau đớn nên nhiều bệnh nhân thường để tình trạng quá lâu mới tới bệnh viện, gây mất thẩm mỹ, đặc biệt là khó khăn cho quá trình điều trị. Nếu đã đến muộn thì cái khó khăn từ đầu tiên là cái khối kích thước nó to ra. Nó to ra vậy nó chèn vào dây thần kinh và mình khi mình bóc tách thì cái nguy cơ gây tổn thương dây thần kinh mặt, tức là gây liệt mặt rất là lớn. Cái thứ hai nữa là để lâu nữa thì khi đã ung thư hóa thì cái kết quả nó rất là kém. Bởi vì mình sau khó đó mình phải cắt triệt để chứ không phải cắt như thế này, cắt toàn bộ tuyến mang tai đi, như vậy là chắc chắn liệt mặt. Bệnh nhân vừa tốn thời gian vừa tốn các phẫu thuật và cả cái gọi kinh phí để cho bệnh nhân này nó rất là lớn. Các bác sĩ cho biết nếu cơ thể xuất hiện các khối u nhỏ không mất đi theo thời gian thì người dân nên tới ngay cơ sở y tế để thăm khám điều trị. Việc phát hiện sớm sẽ giúp quá trình điều trị nhanh hơn, hiệu quả hơn, hạn chế những tai biến xảy ra.